thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ezechiel chương 31 tiếp tục chủ đề phán xét, lần này tập trung vào đế quốc Assyri. Ở đây, người Assyri được so sánh với cây tuyết tùng lớn ở Liban. Phép ẩn dụ này nhằm nhấn mạnh sức mạnh và sự hùng vĩ của đế quốc Assyri, từng là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Cành cây cung cấp bóng mát và nơi trú ẩn cho nhiều quốc gia, tượng trưng cho ảnh hưởng và sự thống trị của Assyri đối với các quốc gia khác. Tuy nhiên, kích thước to lớn và sự nổi bật của cái cây đã dẫn đến sự sụp đổ của nó, vì nó trở thành mục tiêu bị hủy diệt. Đức Chúa Trời thông qua tiên tri Ezechiel tuyên bố rằng Ngài sẽ hạ cây, hạ bệ đế quốc Assyri như một lời cảnh báo cho các quốc gia khác đang tự đề cao và dựa vào sức mạnh của chính mình. Sự sụp đổ của cây tuyết tùng là một minh họa sống động về hậu quả của sự kiêu ngạo và tự phụ. Cây cổ thụ một thời trở thành nỗi khiếp sợ và kinh hoàng cho những ai chứng kiến sự tàn phá của nó. Đoạn này cũng nhấn mạnh đến tác động của sự sụp đổ của đế chế Assyri đối với thế giới. Khi cái cây đổ xuống, nó tạo ra sự hỗn loạn và tàn phá, không chỉ ảnh hưởng đến người Assyri mà còn ảnh hưởng đến các quốc gia xung quanh đã từng trú ẩn dưới những cành cây của nó. Thông điệp rất rõ ràng, khi Đức Chúa Trời phán xét một quốc gia, tác động của nó có thể lan rộng và đáng sợ. Ezechiel chương 31 là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nguy hiểm của tính kiêu ngạo và tự mãn. Việc mô tả đế quốc Assyri như một cây tuyết tùng cao chót vót minh họa cách các quốc gia và cá nhân có thể trở nên quá say mê với sức mạnh và thành tựu của mình, đến nỗi họ quên mất nguồn sức mạnh và ân phước mình có được. Đức Chúa Trời không ngần ngại hạ bệ những người tự tôn mình lên. Thông điệp này không chỉ dành cho các quốc gia mà còn dành cho từng cá nhân, vì nó dạy chúng ta luôn vững vàng và lệ thuộc vào ân sủng của Chúa hơn là chỉ dựa vào khả năng của chính mình. Lời tường thuật trong Kinh Thánh về sự sụp đổ của đế chế Assyri có thể được coi là một câu chuyện cảnh báo cho các quốc gia khác và các nhà lãnh đạo của họ. Khi thế giới tiếp tục phát triển và các cường quốc mới xuất hiện, điều quan trọng cần nhớ là không có quốc gia nào là bất khả xâm phạm. Những bài học từ quá khứ có thể là hướng dẫn quý giá cho hiện tại, khuyến khích chúng ta đặt ưu tiên cho sự khiêm nhường, công bằng và tình yêu. Hơn nữa, sự sụp đổ của cây tuyết tùng vĩ đại làm nổi bật sự liên kết của con người và các quốc gia. Khi một quốc gia gặp khó khăn, nó có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho các quốc gia khác. Sự kết nối lẫn nhau này sẽ thúc đẩy chúng ta quan tâm đến những người xung quanh và tìm kiếm phúc lợi cho tất cả mọi người. Trong một thế giới ngày càng trở nên toàn cầu hóa và kết nối với nhau, thông điệp này trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Ezechiel chương 31 cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của người Assyri không chỉ hướng đến các quốc gia khác mà còn hướng đến Chúa, vì họ tin rằng sức mạnh của họ là bất khả xâm phạm. Đoạn này nhắc nhở chúng ta rằng tất cả sức mạnh và thẩm quyền cuối cùng đều đến từ Đức Chúa Trời. Và chỉ bằng cách thừa nhận và tôn vinh Ngài, chúng ta mới có thể thực sự thịnh vượng. Tóm lại, Ezechiel chương 31 dạy chúng ta về sự nguy hiểm của tính kiêu ngạo và tự mãn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của sự khiêm nhường và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó cũng nêu bật tính liên kết của các quốc gia, thúc giục chúng ta tìm kiếm phúc lợi cho tất cả mọi người và ưu tiên công lý cùng lòng xót thương. Nhờ đó chúng ta có thể xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn dưới sự tể trị của Chúa. Câu hỏi suy ngẫm: trong mối tương quan với người khác, tôi có đang sống với sự tự mãn, chỉ quan tâm đến riêng mình, hay nhận biết vai trò trở nên ánh sáng cho muôn dân của bản thân và cộng đồng Cơ Đốc tôi đang thuộc về?
lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, đấng đáng tôn quý, vinh hiển và không nhường vinh quang của mình cho người kiêu ngạo. Xin giúp chúng con khiêm nhu, nhận biết chính mình trong tương quan đúng đắn với Chúa, với người. Xin dạy và thêm năng lực để chúng con tìm cầu hòa bình, hợp tác, công chính trong một thế giới cần Chúa và cần nhau. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.